xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của Tin Tức Người Nổi Tiếng. Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý vị, anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Ở hôm nay giờ khuya rồi, trước đó thì mình cũng làm một cái video clip về cái việc mà dạy oan cho Phi Nhung theo cái quan điểm cá nhân của mình. Và mới đây thì mình cũng nhận một cái chia sẻ từ một người bạn và đã gửi một cái bài viết của Thanh Lam Đỗ về cái góc suy tư để gửi cho quản lý của Phi Nhung, cũng như là muốn chia sẻ với tất cả quý vị anh chị khán giả biết rằng là một cái phần sự thật về cuộc sống cũng như là bản chất của Hồ Văn Cường và gia đình của Hồ Văn Cường ra sao. Tuy nhiên cái câu chuyện này mình đáng lẽ cũng không muốn nói đến Hồ Văn Cường đâu, tuy nhiên rằng là mình cũng muốn sáng tỏ cái sự thật để cho chị Phi Nhung được siêu thoát và cái câu chuyện cũng được hiểu rõ hơn cái vấn đề. Mục đích của mình là muốn hiểu rõ hơn cái vấn đề chứ không phải rằng là mình chỉ trích hay là nói một ai khác. Và mình cũng mong muốn rằng là Hồ Văn Cường sẽ được nuôi nấng, được lớn lên và được trau dồi cái kiến thức và sẽ vững vàng hơn sau này. Có thể trong một cuộc đời nó có một cái vấp ngã nào đấy, có một sai lầm nào đấy. Tuy nhiên rằng là do tuổi trẻ thì không có hiểu được. Người này thì quý vị anh chị các bạn cũng biết rằng là người này là khá là nổi tiếng chứ không phải là đơn giản nào trong giới bầu show ở bên Úc. Và cái chia sẻ như thế này để mọi người có thể nhìn nhận cái vấn đề. Vâng, đây là trang Facebook và mình đọc lại để cho tất cả quý vị anh chị các bạn một cái góc suy tư. Tất cả quý vị anh chị các bạn sẽ hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào để mình zoom lên cho quý vị anh chị các bạn. Trong lúc mà vừa đọc á thì có chỗ nào nhắn nhá thì nhắn nhá ha. Góc suy tư đây là anh Thanh Lam Đỗ đây quý vị, hai người bạn cũng hai người bạn của anh trong kết bạn với mình, đó là Trịnh Minh Dũng và anh Ly Lê ha. Trịnh Minh Dũng thì quý vị cũng biết, anh Ly Lê là quý vị cũng biết là người nào rồi không. Vừa rồi là cái người này cũng khá là diễn viên hài đó. Trịnh Minh Dũng cũng diễn viên hài. Rồi góc suy tư nó như thế nào? Dĩ mà có nghĩa là viết cho cái người mà người quản lý của Phi Nhung đó. Mình bấm đây này, cho quý vị anh chị các bạn, chữ nó chéo chút xíu nhưng thông cảm nha. Rồi màn hình thì để mình đưa cho nó có chính không, quý vị có đọc rõ không? Để cố gắng đưa cho quý vị xem rồi mình cũng đọc rõ cho quý vị. Vâng, dĩ mà nếu mà anh biết được cái bản chất của Cường và gia đình Cường như ngày hôm nay thì anh không bao giờ vì một cái sự kiêng nể nào để đồng ý đưa Cường qua Úc lưu diễn như anh đã làm. Chắc chắn ít ai biết được cái nỗi lo của bầu show hải ngoại là 10 nghệ sĩ đi lưu diễn ở Mỹ, Úc hay là châu Âu bị quản lý nghệ sĩ kịp gà đi theo. Quý vị anh chị các bạn có nghĩ rằng là ảnh nói khúc này có nghĩa là cái nỗi lo của tất cả những cái bầu show mà mời nghệ sĩ đi có tên tuổi, ví dụ như Phi Nhung á, hoặc là tên tuổi nào đó đi Mỹ, đi Úc, mà đi châu Âu mà bị quản lý kịp theo gà, có nghĩa là gọi là tên tuổi, giống như là Phi Nhung đi hát thì kìm theo Hồ Văn Cường đó. Đây, tiếp theo nữa này quý vị, thông thường thì những nghệ sĩ mà được khán giả yêu mến á, thì mỗi năm á, đến Úc lưu diễn 3 đến 4 lần, cá biệt thì có những cái nghệ sĩ đến Úc 5-6 lần. Đầu năm 2017, tôi làm chương trình Đại Nhạc Hội lưu diễn tại Úc. Những cái nghệ sĩ được khán giả yêu cầu, trong đó có cố ca sĩ Phi Nhung. Và sau khi liên hệ với quản lý để mời Phi Nhung, thì tôi được lời đề nghị từ quản lý. Nếu anh muốn Phi Nhung góp mặt trong lần này, thì anh cố gắng thu xếp cho thêm con nuôi của Phi Nhung đi kìm nhé. Đây quý vị ha. Anh chỉ cần lo giúp cái công việc là working visa và vé máy bay cho cháu. Có nghĩa là anh chỉ cần lo giúp cái công việc là working visa và vé máy bay cho cháu. Anh không cần phải trả tiền cachet, chủ yếu là cho cháu cơ hội được cọ sát và làm quen trên sân khấu, khán giả hải ngoại và cho cháu có cơ hội được đi nước ngoài. Đây chính là nguyên văn lời đề nghị của Diễm quản lý ca sĩ Phi Nhung. Và đó chính là Hồ Văn Cường sau khi Cường đoạt giải quán quân năm 2016.
Thực tế thì cái working visa đó là 1.200 đến 1.500 AUD, đó là tiền Úc đó quý vị. Và một vé máy bay khứ hồi á là 1.000 đến 1.500 tùy thời điểm, và vé máy bay nội địa kèm theo cái khách sạn trong cái thời điểm lưu diễn là cũng hết là 3.500 đến 4.500 tiền Úc cho mỗi người. Với trong cái thời gian mà lưu diễn cũng hết á là 3.500 đến 4.000 cho mỗi người đây, kèm theo cái khách sạn ha, mình đọc mình nhích ra với số tiền đó. Nào quý vị, bây giờ em đọc lại chỗ đây nha. Thực tế là một working visa đó là 1.200 đến 1.500 AUD, có nghĩa tiền Úc, một vé máy bay khứ hồi 1.000 đến 1.500 tùy thời điểm nha, cái tiền visa rồi tiền vé máy bay khứ hồi nữa, rồi vé máy bay nội địa kèm theo cái khách sạn trong cái thời gian lưu diễn thì cũng hết là 3.500 đến 4.000 đô Úc cho mỗi người. Rồi với số tiền đó bỏ ra cho một người không có tên để bán được vé, thì cũng là một vấn đề khó khăn lắm rồi. Nhưng vì để mời được ca sĩ Phi Nhung trong cái thời điểm đó, bắt buộc là phải chấp nhận cái đề nghị kiệp gà miễn phí của quản lý Phi Nhung. Nào quý vị, kiệp gà miễn phí nha. Thế nên là cái câu chuyện này là hồi đó, năm đó là Hồ Văn Cường đi diễn, là những năm đó là không cần phải trả tiền cát-xê. Nên để tất cả mọi người chú ý vấn đề này nha, để anh chị em chú ý nha. Cái này là một người quản lý đã viết như vậy, cái một người mà bầu show ở bên Úc đã viết như vậy. Vâng, với cái số tiền đó bỏ ra cho một người mà không có tên tuổi để bán được vé thì cũng là một vấn đề khó khăn lắm rồi. Nhưng vì để mời được ca sĩ Phi Nhung trong cái thời điểm đó, bắt buộc phải chấp nhận cái lời đề nghị kiệp gà miễn phí của quản lý Phi Nhung. Và sau lần này thì Hồ Văn Cường cũng đến Úc lưu diễn thêm một hai lần nữa, và cùng chung một cái điều kiện là đi diễn miễn phí, chỉ lo về máy bay và visa. Đó, nên quý vị, miễn phí nha. Nghĩa là cho Hồ Văn Cường được diễn miễn phí và chỉ lo được máy bay và visa thôi. Đó. Và tôi muốn xác minh điều này để mọi người dù đang ở đâu đó khi đọc được những cái chia sẻ này thì hiểu rõ hơn về cái được gọi là cát-xê của Hồ Văn Cường khi đi diễn ở tại hải ngoại. Và cách đây 2 hôm sau khi livestream của Trung tâm Thúy Nga thì tôi phát hiện điều thú vị, hơn nữa là ekip của cô ca sĩ Phi Nhung còn phải bỏ tiền ra lo cả phí máy bay và cả visa cho Hồ Văn Cường qua Mỹ biểu diễn cho Trung tâm Thúy Nga. Vậy thì quý vị cũng có thể có một cái sự nhìn nhận rõ ràng hơn với cái chia sẻ của tôi trên cương vị một nhà tổ chức tại Úc. Trên một sự thật khác á, thông thường thì nghệ sĩ chuyên nghiệp hoàn toàn không làm việc trực tiếp với nhà tổ chức về cát-xê cũng như nhận tiền cát-xê. Vì sao? Vì nghệ sĩ không thể đôi co trả giá bớt một hai thêm bớt một thêm hai với nhà tổ chức, đúng không? Có lý, cái này có lý. Có nên là trên thực tế á, thì thông thường á, là các nghệ sĩ chuyên nghiệp hoàn toàn không làm cái việc trực tiếp với nhà tổ chức về cát-xê cũng như là nhận tiền cát-xê. Vì sao? Vì nghệ sĩ không thể đôi co trả giá bớt một thêm hai với cái nhà tổ chức. Về cái sự quen biết này nọ, cứ làm việc với quản lý, nhiệm vụ của nghệ sĩ là gì? Họ chỉ biết lên sân khấu và cống hiến hết mình với khán giả. Bởi vậy là ai đó đang lên tiếng nói Phi Nhung giữ tiền của Hồ Văn Cường là một sự vu khống và thiếu hiểu biết. Hơn nữa, đừng nói những cái điều không phải với người ta, người đã khuất, và nghiệp này trả hoài không thể hết được đâu. Cường à, trước ngày mẹ Nhung bị bệnh á, chú vẫn nhắn tin hỏi thăm con, chú vẫn hỏi con về cái việc mà học kế, cả kể cả về việc học và kể cả, này anh viết sai dấu, kể cả cái việc đi Úc con trả lời như thế nào, thì tin nhắn con vẫn còn ở Facebook. Ngày hôm nay là mẹ Nhung mất, chú cũng liên hệ con và khuyên con là phải giữ vững cái tinh thần. Vì sao? Chú vẫn luôn nghĩ con là một đứa con ngoan ngoãn và hiểu biết cái sự việc. Ngay cả hôm nay chú cũng liên hệ với con, chú vẫn tin tưởng con là một người con có hiếu thảo với cha mẹ. Con hãy bình tâm lại và suy nghĩ thật chín chắn, thật thấu đáo để mà biết đối phó với những cái cạm bẫy của những kẻ đang cố tình chia rẽ cái mối quan hệ giữa con và gia đình. Con hãy nghĩ không có cái công sinh thành thì cũng có công dưỡng dục. Và ngay khúc này thì em uống miếng nước, như quý vị thông cảm, nên là lúc lúc này là quý vị không thấy em uống nước, nhưng mà tại em quay vô màn hình đó. Chú cũng không thể nào hiểu được vì sao con im lặng để nhìn thấy cái sự chà đạp của người khác với một người con đã từng gọi là mẹ, mà hơn thế nữa là người con gọi là mẹ lại không còn nữa.
hay con cố tình im lặng cho một cái dấu chấm hết, một sự kết thúc. Con nghĩ xem những cái người đồng nghiệp với con họ nghĩ gì về con sau này nếu con tiếp tục làm nghề. Với cái sự im lặng của con thì cũng là dấu chấm hết cho sự liên hệ giữa con và chú. Vâng, và cái chú ý là trên cương vị của một người đã từng tiếp xúc và chia sẻ tới chỉ muốn Cường, tôi chắc là đây chữ tôi này, tôi chỉ muốn Cường lên tiếng rõ ràng về người mà Cường đã từng coi là mẹ để mọi người có một cái góc nhìn rõ ràng, chính xác hơn. Riêng về cái những mà khoản tiền thưởng hay tiền đi diễn thì chắc chắn quản lý sẽ giải quyết rõ ràng cùng Cường và gia đình. Tôi nghĩ không ai mà đành lòng cướp trên tay công sức của người khác một cách dễ dàng vậy đâu. Mình nên suy nghĩ một cách thấu đáo để tránh bị tổn thương. Vâng, là tát là Diễm Phạm và Đỗ Quân Chí ha. Rồi Hồ Văn Cường, em xin được cúi đầu xin lỗi chị, đúng ra em không nên nhắc đến chị trong lúc này. Đó là nhắc, chắc có lẽ là nhắc đến chị Phi Nhung. Và ở dưới đây thì rất là nhiều cái bình luận của quý vị khán giả, rất là nhiều cái bình luận. Hồ Văn Cường thì quý vị anh chị các bạn cũng để cái màu đen. Rồi trong cái câu chuyện này, mình cũng chia sẻ một cái góc nhìn của một người tổ chức cái bầu show, một người bầu show ca nhạc ở bên Úc. Và anh cũng đã chia sẻ trong cái câu chuyện này và chia sẻ là ở trên trang Facebook cá nhân của anh để nói về cái sự mà rõ ràng và minh oan cho Phi Nhung. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã coi một cái video đêm khuya như vậy. Bye bye mọi người.